Phương pháp thi công top down thứ hai. Thì trong cái phương pháp này các bạn, là chúng ta sẽ cắm cây thép hình này, cắm thép hình đó vô cái chi tiết thép hình cắm vào cọc nhồi, cắm thép hình vô cọc nhồi. Đấy. Ví dụ một cái đài móng như thế này ha, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 cái cọc nhồi, thì cái thép hình đó nó sẽ cắm vào cái cọc nhồi, thường là cọc nhồi ở giữa. Mình lấy ra nha. Đây. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 cọc nhồi. Thì cái thép hình này nè, nó cắm thường là cắm vào một trong những cái cọc nhồi này. Và nó thường nó sẽ chọn cái cọc giữa này nó cắm. Còn cái này là cái này, cái này là các bạn, cái này là cái cọc ở phía trên đó, cái cột nhà đó. Cọc nhồi, cắm thép hình cho cọc nhồi. Còn này là cột nhà. Đây. Đây, như hình này bạn thấy, đây là một cái cọc nhồi nè. Nha, cọc nhồi nè. Cái cọc nhồi này á là nó có một phần bê tông ở bên ngoài nè, còn ở giữa là cái thép hình, đúng không? Nghĩa là lúc này cái cọc nhồi, cái cột này á, nó chưa có hoàn thành. Khi mà nó hoàn thành á, là nó sẽ đổ bê tông bao xung quanh chạy lên tới mặt sàn luôn, nó dưới cái sàn luôn, đúng không? Như bên đây nè, bê tông này nó chạy lên tới đây là nó sẽ hoàn thành. Lúc đó là ta thấy bê tông không ạ, không thấy cái thép hình nữa. Đây là thép hình nè. Còn đây là những cái cọc, những cái cột đã hoàn thành. Còn đây thép hình nó chưa hoàn thành, nó còn phải đổ bê tông xung quanh cái cột này. Cái thép hình này nó chạy đến đây là nó sẽ hoàn thành thôi. Như cái hình là bạn thấy này. Đây là một cái cọc nhồi nè, còn đây là thép hình cắm cái cọc nhồi, đúng không? Tới đây thì nó có những cái thép hình này nó đỡ. Hình này làm gì vậy? Thép hình này là nó giống như là nó có pha các bạn, nó sẽ đỡ những cái sàn phía trên đó. Đây thép hình toàn bộ là thép hình này là vẫn chưa hoàn thành. Khi hoàn thành thì nó sẽ đổ bê tông xung quanh thép hình này, nó lên phía đây là lúc đó nhìn thấy toàn là bê tông không à, không còn thấy thép hình nữa. Đây lúc đó thi công nè các bạn, đây là một cọc nhồi nè, nó đang cắm cái thép hình vô đó nè, là nó chuẩn bị đổ, là thép hình này nó sẽ cắm vô cái cọc nhồi, đúng không? Đây thấy đó, thép hình cắm cái cọc nhồi. Còn hình này là thấy là toàn là thép hình không à. Rồi. Và nguyên tắc là vậy nha. Rồi. Như vậy bạn có thể thấy á, khi mà cái thép hình này á nó cắm vô một cái cọc nhồi. Như vậy là để cái thép hình này á là để gì? Đây, thép hình nè. Nó cắm vô một cái cọc nhồi à. Để nó chịu những cái tầng sàn ở phía trên mà chúng ta chuẩn bị thi công, thì nó chịu được bao nhiêu tầng? Các bạn thấy khi mà tới đây á, cái cột ở tới đây nè, lực tới đây nó truyền vô đài móng, rồi tổng cái đài móng á, ví dụ mình nói tới cột ở đây là 1000 tấn, đúng không? Nó truyền vô đài móng, từ đài móng á, nó chia ra năm cái cột này thì mỗi cột là chịu được 200 tấn, đúng không ạ? Như vậy khi mà các bạn cắm cái thép hình này vô một cọc thì dữ lắm là nó chịu được 200 tấn thôi, đúng không? Đã nói rồi, cái cọc nhồi này làm bê tông thép nó chịu được 200 tấn, thì các bạn đặt lực cho nó 200 tấn là xong, hoặc đặt lực 210 là nó sẽ bị phá hoại, đúng không ạ? Như vậy năm cái cọc này nè kết hợp lại nó được 1000 tấn, nghĩa là năm cái cọc này kết hợp lại nó mới chịu được tất cả những tầng phía trên. Còn nếu mà nó chỉ cắm vô một cái cọc thôi á, là nó chịu được 200 tấn thôi á, là các bạn làm sao làm? Có nghĩa là ví dụ cái nhà này tổng cộng á là 50 tầng đi ha. Thì cái thép hình này nó nói nó chịu được 10 tầng thôi. Nghĩa là các bạn thi công nhưng mà các bạn thi công tới tầng thứ 10 á là bạn dừng. Muốn thi công tiếp thì phải hoàn thành cái đài cọc. Đây đài cọc các bạn. Đây đài cọc nè, thấy không?
khi mà chúng ta hoàn thành xong đại cọc á, có nghĩa lúc đó cái đại cọc nó có liên kết tất cả cọc nhồi, thì lúc này nó chịu được 1.000 tấn, nó khác hồi nãy chịu 200 tấn. Nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta muốn mà nó chịu được tất cả các tầng á, là cái cọc, là cái đại cọc phải hoàn thành, đại cọc bắt buộc phải hoàn thành để nó mới chịu lực được. Còn nếu không á, là tùy theo khả năng chịu lực của cái thép hình này và khả năng chịu lực của cái cọc nhồi này, hai cái này thằng nào nhỏ hơn lấy cái min, thì cái min đó đó, ví dụ thằng này chịu được 200 đúng không, thằng này cũng chịu được khoảng 200 thôi, chứ không lẽ là thằng này chịu được 300 mà thằng này nó chịu được 200, mà thằng một thằng 300 cắm vô thằng 200 sao thằng 200 chịu nổi, đúng không? Như vậy á, là thường chúng ta sẽ tính toán làm sao á, mà để cho cái khả năng chịu lực của thép hình này nè nó bằng với khả năng chịu lực của cọc nhồi thôi. Ví dụ khả năng chịu lực của cái thép hình này tới 1.000 tấn lận, nhưng mà 1.000 tấn thì làm sao mà cắm vô cọc nhồi chịu được 200 tấn, đúng không? Khi mà tới giai đoạn 2 tấn nó bể rồi, lấy gì ra 1.000, về 1.000 này ổn không? Ổn quá à. Như vậy là hai bạn này sẽ lấy bạn nhỏ hơn là thường lấy cái bạn cọc nhồi để tính ra chịu lực cọc nhồi. Thì như vậy một cái cọc nhồi nó chịu được 200 tấn thì cái 200 tấn thì tương đương, ví dụ tương đương với 10 tầng, là làm tầng thứ 10 thôi. Các bạn muốn làm tầng thứ 11 á, là bắt buộc phải làm xong cái đại cọc đó. Lúc đó bắt đầu là cái này là giống như là cái bình thường rồi đúng không ạ? Nghĩa là lúc này nó chịu được tất cả các tầng rồi, nó không còn chịu được một số tầng nữa mà nó chịu được tất cả. Đấy. Cái nguyên tắc là vậy thôi. Còn cái cách tính toán, cách vẽ thì nó rất là rắc rối nha. Chúng ta xem đây cọc nhồi nè, cắm cái thép hình cọc nhồi nè, đây quá rõ cọc nhồi, thép hình cắm vô cọc nhồi, hình này thì thấy toàn là thép hình không à, tại vì nó cọc nhồi ở phía dưới á. Đây cái thép hình, và thép hình này lúc này chưa có làm bê tông cốt thép hoàn chỉnh này, đó là thép hình cắm vô cọc nhồi. Đó, cây này là đã hoàn thành rồi nè, còn cây này chưa hoàn thành này. Còn cái này là clip số top đào 3 các bạn, clip top đào 3 đó là mình mới nói đó, tại hồi nãy mình tìm không thấy cái hình nên giờ mới tìm thấy hình nè. Này cọc nhồi, cái thép hình này cắm cái cọc nhồi rồi, ở trên này là và có thép hình luôn. Này y chắc này cái nữa là 6-7 tấc quá, còn y này chắc 200 thôi đó, để làm có pha nó chịu được những cái tầng phía trên. Thì thi công top down cũng nhiều phương pháp, mỗi phương pháp là nó có cái khả năng khác nhau, chúng ta phải tính khả năng chịu lực.